Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày hôm nay, ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhận tội đúng như cáo trạng, bày tỏ ăn năn, hối hận về hành vi của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Trước đó, ngày 28 tháng 3, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca. Bị cáo Trương Xuân Đức nhận 9 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Đức có vai trò chủ mưu trong hai tội danh trên nhưng đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi. Các bị cáo khác nhận từ 15 tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị phạt từ 350 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng với tội trốn thuế. Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chử Mạnh Hùng về tội nhận hối lộ. Qua triển khai công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế bước đầu làm rõ, ông Chử Mạnh Hùng đã nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng để bỏ qua cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất là 1.400 m² được hoàn thiện thi công. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và tạm giam. Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông đã gửi 29.200 thông báo vi phạm an toàn giao thông, được ghi nhận qua hình ảnh bằng hệ thống camera giám sát. 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã gửi 29.200 thông báo vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh. Trong đó đã có 7.311 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt, nộp ngân sách trên 16 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm được ghi nhận xử lý là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, gồm điều khiển xe quá tốc độ quy định, không chấp hành điều lệnh tín hiệu đèn, lưu thông vào đường cấm, lưu thông ngược chiều. Cùng với việc thực hiện xử phạt xe ô tô, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn xác minh xử lý với mô tô xe máy. Tuy nhiên, việc này có một số khó khăn nhất định. Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện định danh phương tiện. Đây là cơ sở để xử phạt các phương tiện mô tô xe máy vi phạm hành chính liên quan đến an toàn giao thông. Thời gian qua, trên địa bàn hai xã Du Già và Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng nhà ở, nhà hàng, homestay trái phép. Huyện Yên Minh đã có kết luận thanh tra, tuy nhiên tiến độ xử lý còn chậm. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa yêu cầu huyện Yên Minh thành lập Ban chỉ đạo quản lý quy hoạch đất đai xây dựng, thành lập tổ kiểm tra, giám sát xử lý việc sử dụng đất đai một cách triệt để. Hai xã Lũng Hồ và xã Du Già có 66 trường hợp vi phạm luật đất đai, trong đó có 58 trường hợp chuyển nhượng, 6 trường hợp tặng cho và 2 trường hợp cho thuê đất không đủ điều kiện. Ngoài ra, có 82 trường hợp tự ý chuyển đổi cây trồng hàng năm khác sang đất ở và đất kinh doanh dịch vụ homestay của hộ gia đình và cá nhân. Cũng biết là gia đình có làm thêm cái phần nó sai thì gia đình xin sẽ khắc phục và sẽ tự tháo dỡ. Trong cái việc sai phạm hôm nay thì bản thân tôi cũng là một cán bộ đảng viên trước nhân dân toàn xã Du Già là chấp hành tháo dỡ. Huyện Yên Minh đã tổ chức tuyên truyền vận động nhiều hộ kinh doanh homestay ký cam kết tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và không cơi nới thêm, kiên quyết xử lý các trường hợp phát sinh mới. Hộ gia đình cũng đã tự động tháo dỡ những cái phần mà công trình vi phạm đã được chỉ ra theo kết luận 97 của thanh tra huyện, và trong thời gian tới thì nhất quán quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để làm sao xây dựng trật tự đất đai trên địa bàn xã Du Già, qua đó là sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh lành mạnh. Qua kiểm tra giám sát tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Yên Minh cần thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, tạo sức răn đe trong quần chúng nhân dân. Thưa quý vị, trưa nay, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm hai học sinh lớp 8 là anh em song sinh, mất tích khi đang tắm biển.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải nhận tin báo về việc có người đuối nước khi tắm biển tại khu vực lối xuống biển Nguyễn Thành Hiến trên địa bàn phường. Qua xác minh, hai nạn nhân đuối nước là anh em sinh đôi, sinh năm 2010, trú tại phường Hòa Hải. Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải đã huy động 10 mô tô nước của các đơn vị, 3 thuyền thúng của ngư dân tại chỗ phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Địa phương đã thông báo tới lực lượng biên phòng thành phố, lực lượng biên phòng cửa đại tỉnh Quảng Nam, các resort ven biển và người dân để nắm bắt thông tin, hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng lưu ý người dân thận trọng hơn khi tắm biển.